Xin chào mọi người. Cửa hàng em mới hôm nay thì đóng cửa rồi. Nhưng hôm nay thì em có một chiếc xe muốn gửi đến mọi người. Đây là chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2019 ạ. Màu đỏ pha lê mọi người nhá. Sản xuất năm 2019, màu đỏ pha lê rất là đẹp. Xe của em thì nếu về cửa hàng thì em đều phủ ceramic và đánh bóng này, nên mọi người để ý nước sơn nó rất là đẹp. Ra trời nắng nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Em sẽ cho mọi người ngắm qua về ngoại thất trước, sau đấy chúng ta sẽ xem nội thất. Chiếc này của em biển Sài Gòn nhé, sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Màu đỏ pha lê. Đấy. Xe của em chạy có 12.000 km thôi ạ, rất là mới ạ. Wow. Cửa nóc nha mọi người nha. Đây cửa hàng em đây, số 89 Trần Thái Tông luôn mọi người nhá. Điều hòa tự động. Xe của em có 12.000 km thôi ạ. Sản xuất năm 2019 ạ. Màu đỏ pha lê. Giá em đang chào bán chiếc này là 639 triệu ạ. 639 triệu mọi người nhá. Rất là rẻ đúng không ạ? Đây ni lông còn rất là nhiều, chưa bóc. Cần số này. Về những chiếc Mazda 3 này thì thật sự với mọi người là nó cũng rất là phổ thông. Đây ghế bên phụ. Đây ghế lái. Em để này để cho mọi người hình dung chiếc xe được dễ hơn. Rất là nhiều chi tiết mà chủ xe họ đã dán ni lông rồi chưa bóc ạ, rất là đẹp. Bốn quả lốp theo xe còn nguyên bản, rất là đẹp ạ. Ngắn gọn lại một chút nhá, em có chiếc Mazda 3 phiên bản sedan, động cơ 1.5 biển Sài Gòn, chạy 12.000 km, màu đỏ pha lê, sản xuất năm 2019, giá chào bán là 539 triệu ạ. Mời chị qua cửa hàng em xem xe trực tiếp để trao đổi. Em là Song Thảo, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Đừng quên là like và đăng ký kênh ủng hộ cho em để cùng ngắm những chiếc xe đẹp nhất nhé. Em chào mọi người ạ.